dạ, sức khỏe của thầy. Ngoài việc mà nghe tìm thai nghi và hỏi người mẹ là bé máy như thế nào, đạp như thế nào, tập trong mẹ như thế nào, vân vân, là phụ thuộc vào triệu chứng quá nhiều. Thì đối với những trường hợp thai kỳ có nguy cơ cao như là thai nhập tăng trưởng tử cung hay là mẹ có sản giật, sản giật tiểu đường vân vân, thì khi mà bé nằm chung khỏe cấp nếu mà chúng ta không có phương pháp nào để đánh giá sức khỏe của thai, thì có những trường hợp thai chết của mẹ mà không có phát hiện được. Từ khi có sự ra đời, chúng ta có phương pháp đánh giá sức khỏe của thai, đối với những, đặc biệt là đối với những thai kỳ nguy cơ cao. Cái việc đánh giá sức khỏe của thai không có được làm một cách rộng rãi, không có được áp dụng thường quy, ví dụ như là siêu âm đo đầu vào da gáy hay siêu âm sinh thái học hay là siêu âm cung chiều v.v. Lý do là siêu âm đánh giá tình trạng sức khỏe của thai rất là mất thời gian. Tại sao nó mất thời gian? Tại vì muốn siêu âm khảo sát tình trạng sức khỏe của thai đó, thì người ta phải làm những cái xét nghiệm sinh học, nên tạo những xét nghiệm sinh học từ chữ bao physical profile. Thì khảo sát những xét nghiệm sinh học này nó sẽ cho chúng ta biết là thai cho bụng mẹ, cái tình trạng thai cho mẹ tốt hay xấu, và những thông tin này tương đối là khá chính xác. Thì thường thường á, người ta khảo sát các hiệu sinh học của thai nhi song song với việc khảo sát cái hình thái học của thai, ví dụ như là coi những cái tố này tố kia trong lúc coi, để người ta kết hợp là khảo sát cái hình thái về mặt, về dù khi coi cái tim thai nhi chẳng hạn, thì người ta khảo sát luôn những cái cấu trúc hình thái của tim thai nhi chẳng hạn. Thì khảo sát cái hệ sinh học đó nó tốn khá nhiều thời gian, tối thiểu cho một cái khảo sát cái hệ sinh học tới 30 phút, tối thiểu nha, nó phiền lâu hơn. Chính vì vậy mà sát hệ sinh học không có được sử dụng cái rộng rãi thường quy như là những cái trường khác. Tại sao nó không thể đạt được vậy? Thì khi mà coi từng cái yếu tố một, ta sẽ thấy, ta sẽ hiểu. Tới cuối bài ta sẽ có câu trả lời là tại sao tốn tới 30 phút cho khảo sát các hệ sinh học. Thì những cái dấu hiệu, những cái yếu tố trong cái các hệ sinh học đó, nó bao gồm 5 yếu tố. Thứ nhất là người ta sẽ khảo sát cử động thai, nhi, gọi là bắt được cử động thai nhi tốt khi nào mà người ta thấy có ít nhất là 3 cử động của chi tay chân đó, và là cử động toàn thân trong thời gian khảo sát. Cái này là trong thời gian khảo sát 30 phút. Thứ hai nữa là yếu tố thứ hai là dương lực cơ. Dương lực cơ với cử động thai đối là nó khác nhau. Khi mà đi vào từng chi tiết một, ta sẽ thấy nó khác nhau như thế nào. Thì dương lực cơ khi nào mà có ít nhất một đợt gầm chuỗi tay chân một cách chủ động, nắm xòe bằng tay vân vân, thì đó là cái dấu hiệu dương lực cơ tốt. Cái tối thứ ba là cử động hô hấp của thai. Thì khi mà bé có ít nhất một đợt thở, và cái đợt thở đó nó kéo dài ít nhất là 30 giây, hoặc là bé rất bụt trong thời gian khảo sát, đó là dạng hô hấp tốt. Yếu tố thứ tư là xoan ối, cái lượng nước ối các bạn là lượng ối bình thường, không có bị thiếu ối. Và cuối cùng đó là tim thai nhi. Tim thai nhi nó được thể hiện, có thể được thể hiện qua siêu âm khảo sát cái nhiệt độ của thai nhi, hoặc là kết hợp với lại cái nâng xoáy xét. Thì nâng xoáy xét là tốt khi nào mà bé có ít nhất 2 lần tăng với số lượng tăng 15 nhịp. Và mỗi một nhịp tăng, mỗi một lần tăng như vậy đó, cái thời gian mà tăng cái nhịp đó là bây giờ 15 nhịp. Thì cái đó gọi là tăng xét xét tốt. Thì chúng ta sẽ đi theo từng cái yếu tố một tăng xét. Thì yếu tố đầu tiên chúng ta là tăng xét đó là tim thai nhi.
có cái phần cái lệ phần stress test. Thì trên thai nhi bình thường đó, ta có thể thấy rất sớm thai kỳ. Nếu mà coi trong thời gian đạt đó, thì cái thời gian mà thấy được cái thai nhi vào khoảng 6 cùng 6 tuần rưỡi. Và nếu mà chúng ta không có do thời gian đạt cái xe có bụng mình, thì thời gian thấy tim thai nhi trung bình vào khoảng 7 tuần, 7 tuần, 7 tuần rưỡi đó. Thì khi mà ta lưu ý là khi mà gà đầu mông nhỏ quá 3mm thì có thể tìm thấy gì đâu. Đó là khi mà chúng ta cho những cái những trường hợp thai thì sớm chúng ta đo đường gà, chúng ta phóng đại hình lên, chúng ta đo đường gà đầu mông một khoảng 2-3mm và qua ngoài chúng ta thấy tìm thấy gì thì chúng ta cũng khoan bỏ kết luận đó là thai lưu nha. Vì đó chúng ta chưa thấy được đâu, chúng ta nên chờ thêm thời gian vài ngày để có học tuần lễ để chúng ta chờ coi thì mình vừa là mong nó lớn lên ta không thấy được tim thai nhi không. Và cái tim thai nhi này trên siêu âm á thì người ta có thể nhận biết qua con em ạ. Con em nó là một cái mốt, nó giống như lờ ở đây cho ta số các bạn, ta biết được cái lờ nhưng mà ít người không mấy người biết được con em ở đâu. Mốt em bò nó là mốt đơn cực, đơn cực giống như mốt A này. Còn mốt B nó là mốt lưỡng cực. Mốt B là lưỡng cực. Thì trúc lơ thì trúc lơ là mốt lưỡng cực động. Còn mốt em bò là mốt đơn cực động. Đó là người ta sử dụng mốt em bò kết hợp với mốt B để mà ta khảo sát được cái nhịp tim thai nhi. Đến từ số lần chẳng hạn, hay là coi nó đều đều thì nó thể hiện giống như là trên cái mẫu mà đo điện tim ở CT. Thì nếu mà chúng ta coi siêu âm mốt B đó, chúng ta thấy nhịp tim đập như vậy. Nhưng mà hỏi là nhịp tim đập bao nhiêu là một phút? Thì chúng ta không thể nào mà vừa bấm đồng hồ mà chúng ta vừa coi cái nhịp tim đập bao nhiêu là một phút phải không ạ? Mặc dù chúng ta thấy nhịp đập đó, có thể chúng ta coi được qua mốt B, chúng ta coi được tim đều đều và biết nó đập bao nhiêu là một phút thì cũng thể. Dự thi chúng ta sẽ dùng mốt em và em bò nó sẽ đo, chúng ta đo được cái nhịp tim thai cũng như là thể hiện rất rõ nếu mà có hiện tượng nhịp tim không đều. Và trong trường hợp mà chúng ta không quan sát thấy thì mà chúng ta không thấy được tim thai hoạt động, đối với một trường hợp chúng ta không thấy được tim thai hoạt động thì chúng ta nên quay đi quay lại và tập trung thật kỹ ít nhất là trong vòng 2-3 phút coi thực sự là có phải tim thai nó không hoạt động không. Chúng ta đừng có nghĩ là 2-3 phút thật ít nha. Chúng ta nên nhớ là đối với những cái trung tâm mà đông bệnh nhân, những người như trung tâm này chẳng hạn, một bệnh nhân đi vô mà lên giường nằm á, thì lúc bắt đầu được siêu âm, nếu thì cứ thức siêu âm á, nếu mà ai chúng ta bấm đồng hồ á, thì chỉ vào khoảng 2-3 phút thôi, không có nhiều lần. Vì vậy mà đối với lời khuyên là quan sát trong vòng 2-3 phút, tập trung để coi có đúng là không có tim thai không, thì thời gian nó là dài chứ không phải là như là chúng ta thấy mấy vận động viên mà chạy đi ngắn 100m 200m chạy rất nhanh chỉ trong vòng mấy chục giây thôi chứ không có tới 1 phút nữa, nên cái thời gian 2-3 phút là khá dài. Và đối với trường hợp đó người ta khuyên là nên dừng lại khoảng 2-3 phút để chúng ta có thể coi kỹ được đúng là có nhịp tim thai hoạt động hay không. Có những trường hợp mình phản nhìn đó, chúng ta không thấy tim thai đâu, nhưng mà khi chúng ta tập trung chúng ta coi thì cũng mất khoảng một giây đó chúng ta sẽ thấy tim thai hoạt động. Đó là do ảnh hưởng của cái con mắt chúng ta, thì chúng ta tập trung nhiều quá, nhất là người mà làm siêu âm liên tục đó, làm liên tục từ đầu giờ sáng tới cuối giờ sáng thì tới cuối giờ cái con mắt của mình nó thiếu tập trung rồi. Thường thường những cái trường hợp mà cuối giờ này là rơi vào trường hợp cuối giờ đó là tim thai có hoạt động nó không thấy được. Thì nhịp tim thai bình thường đó là vào khoảng 140 lần một phút, đó là nói trung bình thôi, chứ nếu mà nói tới các đơn vị đó thì nó là 120-180 lần một phút, đó là trong cái khoảng đó là bình thường. Thì khi mà quan sát tim thai á, nhất là những người mang thai lớn khoảng 20 tuần trở lên á, thì đôi khi chúng ta khảo sát tim thai chúng ta sẽ thấy có những cái đợt tim mẹ nó đập
nó đang đập con làm tự nhiên là cảm thấy là cái tim nó đập chậm hẳn, chậm 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 rất chậm luôn, chậm dần chậm dần chậm dần rồi tới một tích tắc cơ thể tim dừng lại, rồi sau đó nó đập tập lên lại, nó nhảy nhanh lên trở lại bình thường. Thì người ta gọi đó là những trường hợp những cái đợt dịp chậm sinh lý, nên là bé có những cần dịp chậm như vậy, chứ không phải là chúng ta thấy cái dịp chậm thì chúng ta nói nó là thai gì này yếu sức chất rồi thì phải lo vội vàng đưa vô bệnh viện để xử lý liền. Nếu mà những trường hợp mà thai hoặc 30-31 tuần còn mấy tuần nữa là bé có thể sống được rồi, chúng ta vội vàng cho lôi bé ra thì mô hình chung chúng ta làm cho bé chết non. Thì nếu mà cái dịp chậm đó, nó kéo dài hơn 30 giây, là cái đợt dịp chậm đó, nó không phải nó chậm dần như cái dịp lại đâu, mà nó chậm như cái chậm như vậy đó, mà kéo dài hơn 30 giây thì đó nó mới là cái dịp chậm bệnh lý, gọi là dịp tim thai chậm. Thì đối với dịp chậm bệnh lý đó thì người ta thường hay gặp trong cái trường hợp mà bé bị chậm tim á, hoặc là mẹ có rất là truyền, hoặc là bé bản thân bé có rất là truyền. Còn có những trường hợp là nhịp tim thai đó nó nhanh, nó đạt trên 160 lần một phút và nó kéo dài, thì những cái trường hợp như vậy người ta gọi là nhịp tim thai nhanh. Thì nhịp tim thai nhanh thường có liên quan tới mẹ nhiều hơn, nên là mẹ lo lắng là mẹ dự sử dụng những cái thuốc làm cho tim đập nhanh, ví dụ thuốc suyễn, làm cho tim đập nhanh dữ lắm. Hoặc là một số trường hợp mà bé bị suy thai trong giai đoạn sớm không bù á, thì cái nhịp tim thai của bé cũng nhanh, tới giờ mà nó suy thai nó chậm lại thì đó là suy thai đã mất bù rồi. Nhưng mà suy thai trong cái nhịp chậm thì chúng ta sẽ nói gặp, thì đối với những trường hợp, nói chung là trường hợp của cái nhịp chậm và nhịp nhanh đó, thì cái nhịp chậm nó nguy hiểm hơn là nhịp nhanh nhiều. Đây là một cái hình ảnh con em bờ, và chúng ta thấy là hình ảnh con em bờ nó không giống như là nước lơ đâu nha, và hình ảnh nó giống như là một cái đo điện tim nhiều hơn. Nên chỉ mong đó chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh tim em bé đây, thì có những cái đường chấm 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 nó cắt qua tim em bé. Thì khi mà cái đường chấm này là con em bờ nó cắt qua tim em bé, nó kết hợp với bên qua là cho chúng ta hình ảnh này, và con em mà cắt qua tim em bé, thì chúng ta thấy là nó sẽ thể hiện cho cái đường biểu diễn đó. Vì những cái bề dày từ đây lên tới đây là thể hiện bề dày từ đây lên tới đây. Nếu ta thấy là ví dụ như thành bụng mẹ thì nó không có cử động gì hết, nó phẳng lì như thế này, hay là thành tử cung cũng không có cử động gì hết thì thành tử cung nó cũng phẳng lì. Đó là từng lớp để nó đi qua thì nó sẽ lên thể hiện trên cho ông để cho chúng ta thấy. Thì ví dụ như là khi mà cái con em mà nó chạm vào cái bờ ngoài của cái tim đó, cái thành ngoài tim á, thì đây là cái thành ngoài tim nè, thì chúng ta sẽ thấy nó cử động, cũng có cử động nên chúng ta thấy, và cái cử động mà chúng ta thấy rõ nhất là khi mà cái con em mà nó cắt qua, nó cắt liên thấp, nó có liên thấp ở cái chỗ này. Bây giờ có liên thấp này thì nó thể hiện ở đây là có bắt liên thấp. Như vậy thì từ thành ngoài tim cho tới bắt liên thấp nó là cái thể tích đó, ta to từ đây đến đây á, nó là thể tích của cái chiều ngang, chứ không phải thể tích sang cái chiều ngang của cái buồng tâm thất nào đi qua trước, không phải thân trái thì bị theo tư thế của bé. Thì lúc trước thì mình chưa có đứt lơ đó, thì người ta sử dụng con em này để mà đo cái một cách tương đối so sánh giữa thể tích bên thân trái và bên phải, để coi coi có hiện hay là chỉ trái chỉ phải, để coi coi là có hiện tượng giảm nhịp tim hay không. Rồi bây giờ có đứt lơ thay thế là người ta không có cần dùng cái con em này nữa. Con em này bây giờ chỉ dùng để coi cái số nhịp đếm, cái số nhịp tim thai và đếm như thế nào. Ví dụ như là trong cái hai cái khoảng này, giữa hai cái khoảng này tùy theo mặc định của máy, có mặc định, có máy mặc định là 2 giây, có máy mặc định là 1 giây, chúng ta cứ đếm cái số nhịp tim thai nhập lên để ta sẽ có được cái số nhịp tim thai. Và nếu như không có tim thai đó thì trên không em bờ chúng ta sẽ thấy những cái hình, những cái đường biểu diễn nó thẳng lì như thế này.
tất cả đều quản lý ở đây, chúng ta thấy rất là nhiều hoạt động. Còn khác với là Tickler thì chúng ta thấy là cái nhiệm viên thai nó lên xuống rất là rõ trên trên. Thì nếu mà người ta cái lời mà cần có máy Tickler đó thì người ta xài Tickler luôn, người ta không xài mất em nữa. Cho nên là hiện nay đa số các chị khi mà xuống tiếp cận siêu âm, bắt đầu siêu âm thì nghe nói mất em rất là lạ, không có biết mất em là gì. Cho nên nhớ những cái nơi mà các chị làm, những nơi làm cơ sở chẳng hạn, những nơi mà không có cái siêu âm máy siêu âm đơn giản nhất á, không có rút lơ, thì đối với một cái máy siêu âm đơn giản nhất bây giờ đó là có mức B của một em hồi, mức B của một em hồi, chúng ta biết là em hồi là gì để chúng ta có thể sử dụng đó. Thì bên cạnh cái việc coi siêu âm cái tim thai nhi đó thì ta có cái năng xét xét, thì năng xét xét này nó sẽ bổ sung cho cái siêu âm. Thì điều kiện làm cái này thì sẽ có máy đo tim thai cân gọn. Máy đo tim thai cân gọn rất là đơn giản, nên là máy nó cũng không mắc mấy triệu thôi, rất là rẻ. Thì nó sẽ giúp khảo sát sự thay đổi của tim thai nhi với những người đầu thai, và nó đáp ứng đối với cân gọn như thế nào. Thì nếu mà tăng xét xét trong thời gian mà khảo sát đó, thì nếu mà nhịp tim thai tăng ít nhất 2 lần và mỗi lần tăng 10 lần nhịp trong thời gian 15 giây đó, thì gọi là test cái đáp ứng. Thì ưu điểm của cái tăng xét xét này nó có thể theo dõi liên tục và phát hiện kịp thời tim thai. Tại vì ví dụ như là làm siêu âm nó đâu phải là bệnh nhân đeo máy siêu âm mỗi ngày được ha. Nhưng mà đối với lại tăng xét xét cái máy đo tim thai cân gò này á, thì người ta có thể đeo cái máy vô cái xe hoặc là cái cây đẩy, và người ta đeo cái đầu giờ quấn xung quanh của một cái giống như là đeo máy bắt nhịp tim vậy đó, đó là đeo ngang cái bụng đó, người ta có thể đeo vào xuống này, người ta có thể đi đây đi đó, đi chặn ở trong bệnh viện vân vân, thì có thể theo dõi 24/24 luôn. Tuy nhiên nhược điểm của cái tâm xét xét này là cái triệu chứng nó hay kể lắm, khi mà có triệu chứng trên cái CTG rồi đó thì có khi cuối bé không kịp. Thứ hai đó là yếu tố về hô hấp, thì ở đây chúng ta có biết là em bé trong bụng mẹ đó nó có vẫn có hoạt động thở, trong bụng mẹ nó vẫn thở, và cái hoạt động thở của bé nó cũng coi như là những cái động tác tập thể dục của cái nang, tức là những cái động tác thở của bé trong bụng mẹ đó, nó không có vai trò gì, nó không có vai trò cho đủ khí, nó không có giúp cho bé sinh tồn, nhưng mà nó giúp cho nó tập dượt cái những cái nang đó. Khi mà bé thích vào những cái nang nó tập giãn thẳng ra và bé thở ra, những cái nang nó xẹp lại, đó là động tác tập dượt cho cái nang để khi ra đời đó thì bé thành tích khi mà ra đời phải tự lo cho mình về hoạt động hô hấp, thì khi đó thì những cái phế nang nó hoạt động thành phản xạ. Nên nhớ cái động tác gì chúng ta tập đi tập lại nhiều lần trở nên thuần thục thì chúng ta không thể nào quên nó được. Thì đó là lý do mà em bé có những hoạt động hô hấp ở trong bụng mẹ, nó quay đi hoạt động hô hấp đâu mà rất là nhiều hoạt động khác mà bé tập trong bụng mẹ cho đến khi ra đời trở thành cái mà chúng ta gọi là phản xạ đó. Thì chính vì hô hấp đó là một cái hoạt động tập dượt, cho nên khi mà bé khỏe thì mới có hoạt động tập dượt đó, và nếu mà bé không khỏe thì sẽ không có những hoạt động tập dượt đó. Và cái hoạt động hô hấp đó là gì, là cái sự lên xuống của cơ mạch và cái sự điều giãn nở cái phần phòng của lồng ngực trên phần cánh ngang lên cho ông đó. Thì đồng thời cái hoạt động hô hấp của bé đó, chúng ta có thể quan sát thấy ở tuần lễ thứ 26, và một lần bé thở đó, nó thở không phải thở như người bình thường, chúng ta không có thở liên tục đâu, mà và nó có những cái đợt đó. Cái đợt nó không thở gì hết, nhưng mà có những khoảng thời gian thì bé thở, và một khi nó bắt đầu thở rồi đó thì nó thở giống như là một người vận động viên mà vừa mới chạy mấy vòng sau vận động về ha, thì dừng lại thì người ta thở như thế nào thì bé nó như vậy, tức là nó thở dồn dập liên tục, thở dồn dập nó là dồn dập, tức là
cái cơ hoạch nó lên xuống liên tục và cái lòng mình nó phập 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 liên tục luôn, và cái thời gian mà bé nó thở là liên tục cho một 30 giây. Và không phải lúc nào bé nó thở nó thường thường đó, còn khoảng nửa tiếng thì bé nó lặp lại cái đợt thở một lần. Như vậy nếu mà chúng ta khảo sát bé, nếu mà chúng ta khảo sát sinh chất học đó thì nếu mà bé vừa mới thở xong, nó vừa mới vô cái cơ thể, chúng ta mới bắt đầu khảo sát thì khi đó chúng ta chờ hoài nó cái thở đúng không ạ? Tại chúng ta chờ đến 30 phút sau thì bé mới bắt đầu cái động tác kế tiếp của nó. Thứ ba nữa là đánh giá của động thai. Thì cứ động thai, cái động thai đó là những cái chuyển động toàn thân của bé, tức là nó cử động nhẹ nhàng, đưa tay lên hoặc là nó di chuyển cái chân từ vị trí này qua vị trí khác, hay là nó xoay cái đầu qua bên phải, xoay đầu qua bên trái, hoặc là tất cả những cử động của thai trong bé đều gọi là cử động thai. Và ở trong hệ thứ ba đó, và thứ ba là cái cử động hơn, tại vì cái lượng ối của nó không còn nhiều nữa. Bé thì ra bị chậm chội ở trong bụng mẹ, cho nên là nó thích cử động, và cái cử động của nó thường đó là những cái chuyển động của nó rất là ít ha. Ví dụ như tay nó chỉ chuyển động nhẹ nhẹ qua mình phải chút xíu hay qua trái chút xíu rất là khó để cho chúng ta nhận biết được. Và khi mà chúng ta coi hoài chúng ta không thấy được bé có cử động đó, thì chúng ta có thể kích thích, chúng ta có thể kích thích để coi con bé cử động hay không đó. Thì kích thích rất là nhiều cách, hoặc là chúng ta nhẹ lắp cái bụng người mẹ qua lại chút xíu, hoặc là tạo cái tiếng động lớn để cho bé nó giật mình, mà khi nó giật mình thì nó sẽ có cử động. Thứ tư là chưa lực cơ. Chưa lực cơ nó khác với những cử động thai. Cử động thai là chỉ cần một cái dịch chuyển của một cái bộ phận cơ thể của bé thôi, ví dụ như cái tay nó treo cái đầu. Nhưng mà chưa lực cơ đó là cái khả năng mà bé nó trở lại cái vị trí ban đầu của nó. Ví dụ như là cử động mình làm cho bé nó trở lại vị trí ban đầu. Ví dụ như bình thường đó, bé nằm ở trong bụng mẹ đó, thì cái tư thế cuộc sống của bé đó là không ngửa ra phía trước, ngồi giống như người ta ngồi bó gối để cho nó uốn mình, để cho nó hợp với lại nó vừa với lại cái cung của mẹ. Thì khi mà bé nó nằm thông lưng như vậy đó, thì có những lúc nó ưỡn lưng ra, và nó lập tức nó không trở lại như cũ, thì cái đó người ta gọi là chưa lực cơ. Hay là bình thường cái tư thế của bé là co tay cho bụng mẹ, nó co tay hai tay cứ đưa lên như kiểu này, và khi mà nó tỉnh thoảng nó duỗi cái tay ra và lập tức nó co trở lại như cũ thì nó là chưa lực cơ, không gọi là chưa lực tay. Còn nếu nó đưa tay ra mà nó không có co tay trở lại như cũ thì cái đó là cử động thai thôi, nó mất chừng cơ rồi. Cái chân cũng vậy, ví dụ vậy. Là cái bàn tay, bình thường bàn tay của nó là nắm ha, cho một vẻ là nắm, rồi nó xòe ra và nó tính nắm lại liền. Vậy cái động tác mà làm cho bé nó thu hồi, cái động tác trở lại đầu đầu, vị trí trả lại vị trí ban đầu thì gọi là chưa được cơ. Cái thứ năm là lượng nước ối. Thì lượng nước ối rất là quan trọng trong cái việc đánh giá, trong năm cái yếu tố mà đánh giá chất liệu sinh học đó, thì yếu tố quan trọng nhất là tim 2 giây, và yếu tố quan trọng thứ hai đó là lượng nước ối. Còn ba yếu tố kia thì là yếu tố phụ thôi. Thì cái lượng nước ối rất là quan trọng, thì người ta có hai cách đo là hoặc là người ta đo sắc ối lớn nhất, cái này lặp lại thôi, chúng ta đã học rồi. Và hoặc là đo chỉ số ối AFI. Và khi mà đo sơ ối lớn nhất này á, thì chú ý là chỉ đo theo chiều dọc của sơ ối thôi, không có đo chiều ngang. Ví dụ như là cái sơ ối chúng ta thấy chiều ngang nó lớn hơn chiều dọc, chiều này là ngắn thì chiều ngang nó dài vậy, thì người ta cũng có đo chiều ngang nha, đo chiều dọc thì thôi để mà tính cái sơ ối lớn nhất. Và cái phần bụng ối để đo này nè, nó không có được chứa bất kỳ bụng thai nào kể cả yếu tố, nên nhớ chú ý với mình.
thì sau mỗi thường thường đó là khi mà thai nó yếu đó, thì nó bắt đầu nó giảm cái lượng phân phối và cái hiện tượng giảm của nó có thể là từ từ chứ không thể nó là đột ngột. À, trung bình thì cái lượng phân phối nó giảm đáng kể sau 48 tiếng đồng hồ. Ví dụ như là hôm nay chúng ta đo sau mỗi là 26 mm thì là cũng là bình thường đúng không, dưới 20 mới là bất thường. Thì nếu mà 48 tiếng sau đó, chúng ta đo lại thì cái khả năng nó từ 26 nó trở thành dưới 20 thì có thể xảy ra, tức là giảm mà đáng kể thì thường nó xảy ra sau 48 tiếng đồng hồ. Vì vậy mà khi mình theo dõi lượng phân phối đó thì có hai cách đo, hai cách theo dõi. Thường đa số trường hợp là người ta theo dõi bộ 48 tiếng đồng hồ, nhưng mà trong trường hợp mà cái lượng phân phối nó giảm đều đó, thì người ta sẽ theo dõi 24 tiếng đồng hồ. Và một cái lời khuyên cho chúng ta thấy là nếu mà chỉ số sau mỗi giảm thiểu sau 35 tuần thì nên xem xét khả năng tiêm chủng thai kỳ, đó là nguyên đó rất là quan trọng. Ví dụ như là bé là 35 tuần trở lên rồi thì cái khả năng sống sót của nó là có tương đối là cao, tức là khả năng mà bé sinh ra thì non tháng thì rất là ít. Vì vậy mà một khi bé được 35 tuần trở lên mà sau ối nó giảm từ bình thường đi trở thành thiểu ối nhẹ, đó là nếu mà sau ối nó bắt đầu nó giảm dưới 19 mm chẳng hạn là thiểu ối nhẹ thôi, thì chúng ta nên nghĩ tới cái khả năng tiêm chủng thai kỳ. Chứ nếu mà chúng ta kéo dài thì có khả năng khi mà đợi đến sau ối mà nó thành vô ối thì bé sinh ra nó sống được. Đây là một trường hợp thiểu ối với cái hội chứng tắc van điều đạo sâu của bàng quang. Đây cũng vậy, thiểu ối chúng ta không có thấy được sau ối nào được đâu. Giờ tín điểm chất liệu sinh học. Thì tín điểm chất liệu sinh học á, thì người ta cái cách giờ điểm như thế này. Nếu mà có thì cho 2 điểm, mà nếu mà không có thì cho 0 điểm, 0 điểm, không có 1 điểm nha. 2 điểm hoặc là 0 điểm là không có điểm trung bình. À, thì vậy thì 5 yếu tố là cho thì cái số điểm nó sẽ là 2, 4, 6, 8 hoặc là 10 thôi, chứ không có số lẻ 3, 5, 7, 9 nha. Và cái điểm chất liệu sinh học này thì rất là hữu ích, rất là tương đối cái dấu hiệu báo động nó tương đối là trung thành chứ không phải là báo động giả đâu. Thì nếu mà cái điểm số nó dưới sáu tức là từ 2 đến 4 thôi, thì thai nhi nó có nguy cơ đi đến cái cục thai kỳ xấu. Còn nếu nó dưới bốn thì là chắc chắn là thai nhi bị tổn thương rồi, chúng ta không nên cái dài này bị nữa. Đây là cái biểu đồ cho thấy là cái điểm chất liệu sinh học đó nó liên quan mật thiết với lại tình trạng suy thai. Tình trạng suy thai thường người ta sẽ hiện qua cái pH của máu thai nhi. Nếu mà bé suy thai nhiều thì pH của nó sẽ là acid, tức là nó dưới 7.2. Dưới 7.2 là cái pH của bé rất là xấu. Thì chúng ta thấy là cái pH dưới 7.2 nó tương đương 7.3, 7.25 tương đương như 4. Tức là tới pH 7.25 rồi là bé bắt đầu bị tổn thương rồi, dưới 7.2 là ảnh hưởng của bé rất kém. Còn nếu mà 6, 8, 10 thì cái pH của nó cao hơn. Và chúng ta qua cái chẩn đoán thai lưu, những cái tiêu chuẩn chẩn đoán thai lưu. Thì đầu tiên hết là cái người sản phụ đó, cái người thai phụ đó sẽ tới báo cáo với lại các thầy thuốc sản khoa là tôi không thấy thai máy, mấy tiếng đồng hồ tôi không thấy thai máy, thậm chí có người để một tuần lễ không thấy thai máy thì tới nói với thầy thuốc sản khoa. Thì cái triệu chứng thai máy đó là chỉ là triệu chứng cơ năng thôi, đó là triệu chứng chủ quan. Bây giờ trường hợp bệnh nhân tới nói không thấy thai máy nhưng mà chúng ta khảo sát ta thấy thai động sống thì đó là triệu chứng chủ quan thôi, không phải là triệu chứng chẩn đoán chắc chắn. Còn cái triệu chứng chẩn đoán chắc chắn đó là trên siêu âm đó chúng ta không thấy sinh thai hoạt động nữa. Và nhớ là nếu không thấy sinh thai hoạt động thì chúng ta phải coi thời gian thì nói là lâu chút xíu, rồi có mới thấy mới coi thấy sinh thai được rồi chúng ta vừa vào cái lượng đó là thai chết. Để có hai lý do, một là chúng ta rơi vào cái đợt là thai
có nhiều cặp sinh lý á, tức là thai nó chập giật và nó tích tắc nó giật, nào lúc chúng ta coi chúng ta bỏ qua cái thời khắc mà nó tăng trở lại cho bình thường, ta tưởng là thai đã chết. Và cái yếu tố thứ một, lý do thứ hai chúng ta không nên vội vàng đó là có những lúc mà con mắt ta đã bị hoa mắt hết rồi. Giờ này đây giải thích rồi. Ngoài ra có những cái dấu hiệu phụ để chẩn đoán thai luôn, đó là phù dưới da. Phù dưới da là nhớ là phù á, khi mà thai chết thì bị phù, nhưng mà khi mà có dấu hiệu phù là một cái thai chết nên nhớ gì nha, không phải là dấu hiệu trưởng thành của thai luôn, mà khi thai bị lù thì có thể là bị phù dưới da. Một yếu tố nữa là bé có tư thế nằm bất thường. Nằm bất thường ví dụ như là bình thường nó bé cuộn tròn người ở trong bụng mẹ, và thỉnh thoảng nó vươn cái cuộc sống, mở cuộc sống ra và nó co lại như cũ. Nhưng mà khi mà bé chết lưu thì nó sẽ có những cái tư thế nằm không phải là cuộn tròn mà cuộn gập. Cuộn gập tức là chúng ta thấy, ta sẽ thấy nó nằm cộng lưng đó, nhưng mà sẽ có cái khúc cuộc sống đó nó bị gập góc lại, hoặc là nó không có nằm cuộn người ra phía trước nữa mà nó là duỗi, nó nằm ở tư thế duỗi cuộc sống, giống như hình này cái hình thấy cuộc sống của thắng này. Và đối với thai lưu lâu ngày đó thì xương sống nó trục cọc bình thường, đồng thời chúng ta thấy hiện tượng chọc xương đầu ta gọi giống hiện tượng như spondyl, nó làm cho cái đầu nó bị bé bó, nó không còn không dài bình thường nữa. Lý do là cho cái xương sống mất độ cong như là dấu hiệu chọc xương đầu ấy. Thì bình thường khi mà thai sống ấy, thì sẽ có những cái dây chằng yên xương ấy, nó sẽ kết nối những cái phần xương, những cái đoạn xương, những cái đốt xương với nhau. Ví dụ như xương đầu ấy, cái hộp sọ nó cấu tạo bởi tám cái xương sọ và nó sẽ được kết nối bởi dây chằng bên ngoài bị chặt bên trong, đó là dây chằng ngoài chặt trong yên xương. Mà cuộc sống thì sao ạ? Cũng phải được kết nối bởi dây chặt liên cuộc sống đó. Thì khi mà thai nó chết lâu ngày rồi thì cái dây chặt đó nó có cái khả năng giữ, nó bị thoái hóa mà nó không còn cái đồ đạc mà không còn đồ giữ chắc nữa, thì khi đó những cái món nối đó người ta lật lại và đưa đến cái hiện tượng xương sống nó mất độ cong bình thường và cái xương đầu nó không còn được giữ nữa, nó sẽ chồng lên nhau tạo cái hiện tượng spondyl. Và lâu ngày nữa đó thì sẽ không có phân biệt rõ được cái cấu trúc cơ thể học của thai nhi nữa. Ví dụ như là cái cấu trúc cơ thể nó bị hủy hoại đi, chúng ta không có nhận biết được từ cái cấu trúc một cái thành những cấu trúc tồn tại. Và xuất hiện những cái bóng hơi trong bụng thai nhi, cái xuất hiện những bóng hơi trong bụng thai nhi đó là do khi mà thai chết đó, thì cái hiện tượng ngay cả cái hồng cầu nó không có được di chuyển trong mạch máu nữa, nó nằm yên tại chỗ lâu ngày thì sao ạ? Thì những hồng cầu sẽ hoại tử đi, nó thoái hóa hoại tử, sinh hơi ở ngay trong lồng mạch luôn. Và sinh hơi trong lồng mạch đó, thì cái bụng là cái nơi mà không có xương gì hết, nó che. Cho nên chúng ta quan sát lên xong chúng ta sẽ thấy những cái điểm sáng, những điểm sáng thì đó là những cái bóng hơi, và bản chất của điểm sáng này là nằm trong lồng mạch chứ không phải là nó nằm trong bụng đâu. Thì đây là hiện tượng phù da đầu và phù cái này là cắt ngang cái bụng. Tại vì biến dạng chúng ta không có nhận biết được những cấu trúc cơ thể học rõ ràng, rất rõ ràng. Đây là một cái dấu hiệu chồng xuất đầu hay gọi là dấu hiệu ba đinh, làm cho cái đầu nó méo mó, chúng ta thấy nên như cái mảnh xương này nó chạy trục vào trong sau đó là hai mảnh xương này. À, cái này chạy xuống, cái này chạy lên, gây được gập góc cái xương. Đây là được chọc xương. Chúng ta nhớ là những cái dấu hiệu chọc xương thì nó không phải là dấu hiệu trưởng thành. Khi mà có chọc xương đầu hay là thấy xương đầu biến dạng cái lề chẳng hạn thì nó không phải là thai lưu đâu. Có thể có trong trường hợp thai sống nhưng mà bé bị dị tật. Ví dụ trường hợp này nó là ống thủy. Là hiện tượng phù thai, chúng ta thấy là thai nhi này cũng hiện tượng phù của mình.
tình trạng sức khỏe của thai hay là đánh giá thai lưu đó, thì khi mà thai nhi đang ngủ thì chúng ta không có đánh giá được tình trạng sức khỏe của thai đâu, thì mọi hoạt động của nó đều trong lúc ngủ mà, thì mọi hoạt động của nó đều cân nhắc ngay cả hoạt động hô hấp nó cũng có làm nữa, tại vì cái đó là khi nào nó thức thì nó mới tập, mà nó ngủ nó tập làm gì. Vì vậy mà khi thai nhi ngủ á, thì có khi chúng ta chờ hoài ta không thấy nó cử động, không thấy nó hoạt động hô hấp, không thấy nó thở, chỉ có tìm ra được hoạt động thôi, và buồn ối là bình thường. Trong trường hợp về để khảo sát thì chúng ta có thể là kích thích lay bụng mẹ mà là tạo tiếng động để cho bé nó dịch mình nó thức dậy, kêu nó thức dậy để cho nó trở lại cái hoạt động của khi mà nó thức. Và ở trong cái vị thứ ba đó thì cái lượng ối không còn nhiều nữa, thì đây một số những cái yếu tố chúng ta rất là có đánh giá. Ngay cả chị mình chúng ta đầu một ối chị đầu một ối khi chúng ta đo sai thì nó có những cái khi mà có những cử động thứ hai thì ối thì nhiều khi tất cả thấy nước ối nó bị trồn, nó bị giấu ở trong cái phía bụng của thai đó. Hai tay hai chân không che lại rồi và thai nó áp sát lên thành bụng trước, cho nên chúng ta coi không thấy sao ối đâu, hay chúng ta tưởng đâu là nó thiếu ối, nhưng thực ra không phải. Khi đó chúng ta cho cái người thai phụ đó trở qua trở lại hai ba lần gì đó thì chúng ta coi lại, coi về cái chính xác là cái lượng ối đó thiếu hay không. Rồi những cái cử động thai nhi đôi khi chúng ta có thể gây ra do cái nhịp đập của mẹ, nếu là thai nhỏ thì cái nhịp đập của cái động mạch chủ nó sẽ đẩy cái tử cung lên để làm cho thai nó bị lực lên, thai nó bị lực lên, ta tưởng đâu là đó là cử động thai, thực ra nó là cử động thụ động. Và đối với trường hợp của bụng mẹ quá dày, tại là có sẹo mông cũ, sẹo mổ trên thành bụng đó, thì chúng ta khi mà khảo sát sinh thai ở tạo huyện thứ nhất, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Rất là khó thấy cái trục tê xuyên âm qua thành bụng đó, nó không xuyên thấu nổi để nó bộc lộ được cái sinh thai qua chút xíu. Là tạo huyện đầu tiên, trong những trường hợp như vậy, có khi ví dụ như là thai 11 tuần chẳng hạn, chúng ta coi đối với người và bụng thành bụng phẳng á, ốm á, chúng ta coi rất rõ ràng qua cả bụng, trên cả bụng. Nhưng mà đối với người mập nó thay đổi một người, chúng ta coi qua chúng ta không thấy sinh thai đâu á, thì trong trường hợp như vậy chúng ta nên sử dụng cái đầu giảm đạo để chúng ta khảo sát cho nó chính xác. Thì đó là những cái tất cả những cái nội dung mà tôi truyền đạt các bạn trong 4 buổi vừa rồi đó.